Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị này đang trong quá trình rà soát 6 quận và 142 phường xã thuộc diện sáp nhập. Chưa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án sáp nhập như thông tin lan truyền trên không gian mạng. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 6 đơn vị cấp quận, gồm quận 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận và 149 đơn vị cấp xã chưa đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số, thuộc diện phải sáp nhập theo Nghị quyết 117 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ngay sau đó, trên mạng xuất hiện thông tin về 3 phương án sáp nhập các đơn vị hành chính này. Thông tin không chính xác này cho rằng với phương án 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập quận 1 với quận 4, quận 3 với quận 10 Phú Nhuận, quận 5 với quận 6, 11. Phương án 2 là sáp nhập quận 1 với quận 4, quận 3, Phú Nhuận, quận 5 với quận 6, quận 10, quận 11. Phương án 3 là sáp nhập quận Phú Nhuận với Bình Thạnh, quận 4 với quận 7, quận 1 với quận 3, quận 10, quận 5 với quận 6, quận 11. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương, 48 tuổi, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trước đó, bà Phương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, AIC và các đơn vị liên quan. Bị can này bỏ trốn nên bị truy nã từ ngày 29 tháng 6. Bộ Công an xác định để thâu tóm các gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, cựu chủ tịch AIC đang trốn truy nã, thành lập nhiều công ty sân sao, phân công nhân viên AIC đứng tên đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng. Bà Nhàn giao cho Phương cùng bộ phận thư ký tài chính của Nhàn điều hành hoạt động các công ty này. Cùng với đó, Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu chi riêng của Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán AIC. Khi tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Nhàn chỉ đạo Phương điều hành các công ty quân xanh trong hệ sinh thái AIC. Bị can Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012. Mục đích để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty quân xanh giúp AIC trúng thầu. Theo kết luận điều tra, hành vi thông thầu của Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng. Từ trưa ngày 4 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc nhiều xe ô tô bị bùn đất vùi quá nửa bánh xe với thông tin cảnh báo Hồ Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn ngay lúc này, hậu quả của phá rừng, sạt lở tắc đường ở Đồng Đò khiến dư luận rất quan tâm. Chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, từ trưa cho tới thời điểm hiện tại, ông đang ở khu vực Hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí và hoàn toàn không có chuyện đất đá sạt lở vùi lấp cả đoàn xe ô tô như hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Cường, cán bộ thôn Minh Tân cho biết, những hình ảnh về sạt lở, bùn đất vùi lấp cả đoàn xe ô tô đang lan truyền trên mạng là ở khu vực thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, giáp với thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn. Làm rõ hơn thông tin này, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết, sáng nay sau khi mưa lớn nhiều ngày, thì tại khu vực thôn Ban Tiện và hồ Ban Tiện đã xảy ra sạt lở đất đá từ trên đồi xuống dưới đường, và những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ở khu vực thôn Ban Tiện. Tuy nhiên, việc sạt lở này là do mưa lớn làm nước chảy từ trên cao xuống, kéo theo bùn đất vùi lấp nhiều ô tô phía dưới, không phải sạt lở do phá rừng. Ông Tâm cũng cho biết, khu vực bị bùn đất vùi lấp kéo dài khoảng 100m và không có thiệt hại về người. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có cảnh báo về hình thức sử dụng ứng dụng có logo giả mạo Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị N ở phường Giếng Đái, thành phố Hạ Long về việc bị các đối tượng giả danh cơ quan công an yêu cầu cài ứng dụng có logo giả mạo Bộ Công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Khi đã thay đổi mật khẩu thành công, đối tượng lừa đảo đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của chị N, tất toán các khoản gửi tiết kiệm online và chuyển toàn bộ sang tài khoản của chúng, với số tiền lên tới trên 400 triệu đồng. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng SIM điện thoại rác, giả danh công an, viện kiểm sát, gọi điện đe dọa các bị hại liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy để yêu cầu bị hại đăng ký mới hoặc thay đổi mật khẩu Internet Banking. Chiều ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi tấn công hai người câu cá thương vong rồi cướp tài sản. Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông T, 63 tuổi, ngụ Bình Dương, cùng một người bạn đến khu vực kênh thoát nước gần đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát để câu cá. Đến khoảng 9 giờ có 5 người lạ đến hỏi có cá không rồi bỏ đi. 5 phút sau thì thấy có xe máy tiếp cận nhưng nạn nhân không để ý. Sau đó một người bị đạp từ phía sau ngã xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy người bạn nằm úp dưới suối đã tử vong. Riêng hai xe máy của nạn nhân đã bị mất. Ngày 4 tháng 8, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 2004, Võ Trí Tài, sinh năm 2007, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đức Huy, sinh năm 2005, ngụ tỉnh An Giang về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 7, cả ba đến quán cà phê trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, rồi tìm đến hẻm Trần Văn Đang phục kích. Lúc này Thiện đặt xe ôm công nghệ. Khi có tài xế đến đón, Thiện lên xe rồi điều tài xế đến khu vực đã bố trí, dùng dao uy hiếp, cướp xe cùng điện thoại của tài xế. Gây án xong, nhóm xóa ứng dụng, đem điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trên, nhóm khai gây ra một vụ cướp khác bằng thủ đoạn tương tự ở huyện Bình Chánh. Trong ngày, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thành Long, sinh năm 1986, ngụ quận 11, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại công an, Long khai không có việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo đó, rạng sáng ngày 18 tháng 7, Long chạy xe máy đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, phá khóa và đột nhập vào bên trong, lấy đi 4 xe máy mang cầm cố. Ngoài ra, công an cũng triệu tập Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do Long phạm tội mà có. Chiều ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn khởi tố hai bị can Phan Tấn Dũng, 21 tuổi, trú xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và Đào Văn Hoàng, 24 tuổi, trú xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán số lô số đề trên không gian mạng. Khoảng đầu tháng 9 năm 2022, Dũng liên lạc với Đào Văn Hoàng. Hoàng là người chuyên lập và quản lý các hội nhóm thông tin về số lô, số đề trên mạng xã hội để thuê lại 8 hội nhóm. Mỗi hội nhóm có hơn 50.000 thành viên do Hoàng quản lý với chi phí 8 triệu đồng một tháng. Hàng ngày, Dũng sẽ đăng 2 tin bài về nội dung và cắt ghép các hình ảnh giả mạo liên quan đến việc Dũng có thể cung cấp thông tin về số lô, số đề chuẩn trong ngày vào các hội nhóm kín để tạo niềm tin cho các thành viên trong nhóm. Khi có người liên hệ, Dũng sẽ cho vào các nhóm riêng và yêu cầu người tham gia phải đóng phí với số tiền 2 triệu đồng trên 10 ngày và 5 triệu đồng một tháng để được Dũng cấp số lô, số đề chuẩn mỗi ngày. Trường hợp con số Dũng cung cấp không trúng thưởng thì Dũng sẽ chặn liên lạc với người chơi. Trường hợp trúng thưởng thì Dũng yêu cầu người chơi phải chia thêm hoa hồng để tiếp tục được cấp số. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2022 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền trên 300 triệu đồng.